độ mà những cái bí mật mà mình không biết nhưng mà họ nói là đó là bí mật của mình. Giống như là mình có bạn trai đi, xong rồi thì người ta nói là trời sắp cưới rồi và có bầu rồi xong đó, mới cưới này nọ, đúng không? Rồi lại khói hơn so với bình thường. Trời ơi, trên này hả, tụi nó đốt nhà hay cái gì đó, gọi điện lên bảo vệ. Rồi xong ngày hôm sau các bạn em tới chơi, chưa mở nhạc chưa gì hết, thông báo ở dưới bảo vệ trước rồi. Mà mình đó thì mình không có thời gian và nhu cầu để mà chuyển đi. Mình đang cảm thấy cái cuộc sống của mình ở đó nó tốt. Và đặc biệt hơn là cái nhà đó nó đem đến may mắn cho em. Em tới đây với chân, chừng ngỡ thì em lớn, chừng ngỡ thì em lớn, chừng ngỡ thì em lớn. Chị em tới như tay với chân, chị nhỏ thì em lớn. Oh yeah, oh yeah. Rất rất vui. Yeah, lâm chung mình. Dứt 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 dứt. Chị ơi, để cho khán giả được bình yên được không? Em ơi, em tỉnh chưa? Sao vậy? Hôm nay chị sao vậy? Chị chưa? Chị ơi, mọi người ơi. Rồi, sao hôm nay chị phấn khích vậy? Chị có chuyện gì vui hả? Thật sự ra mà nói thì ngày hôm nay là bởi vì sao? Tại vì đêm qua mới vừa bị làm phiền. Hàng xóm của em hát karaoke một đêm cho tới sáng luôn, nên bây giờ bị ám ảnh á, không còn tỉnh táo. Tức là đêm qua là hàng xóm chị tra tấn chị, nên hôm nay chị tra tấn lại mọi người đúng không? Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, đúng không? Cái kiểu vậy đó. Nhưng mà chị thì chị không hề nhận ra là Ngọc bị stress giờ do hôm qua. Nhưng chị cảm thấy Ngọc rất là hưng phấn, rất là thích karaoke, rất là say sưa, say đắm. Em thấy là giọng hát em rất hay, là tại vì em cảm thấy là hàng xóm làm phiền em là bởi vì mọi người hát quá nhiều. Mà em ra đây mới hát con bài, em muốn hát thêm một bài nữa thôi. Thôi cảm ơn em. Mà hôm nay em mới biết được là hàng xóm của Lan Ngọc là ai rồi. Dạ, hôm nay mới biết là chồng em. Hay á, karaoke luôn hả chị? Anh Thành hát nguyên đêm hả? Chồng em, ôi lạ lắm chị. Ở ngoài đã làm MC, diễn viên hài thì đã nói nhiều lắm rồi, thì về nhà thì bớt nói đi. Về nhà nói chuyện, không nói chuyện là phải ca hát, không ca hát là phải nói chuyện. Mà mỗi lần hát là hát rất là ồn ào tới mức độ mà em nói là anh ơi bây giờ là mấy giờ rồi đừng có hát nữa. Thì anh nói là nhà mình là ở chỗ cái cuối cùng người ta không có nghe gì đâu. Thì em mới nói là anh ơi nhiều khi người ta rất là muốn nói nhưng mà do là anh cho nên người ta chưa dám nói. Đi tới mức độ như vậy luôn mà hôm nay mới biết là Lan Ngọc mới di chuyển nhà đúng không? Dạ hình như là đúng rồi đó hay sao đó mà em cảm thấy là bây giờ em bất an quá. Em có nên chuyển nhà không ta? Nên chuyển nhà tiếp em ơi. Dạ. Chị nghĩ là chồng chị sẽ vẫn hết mỗi ngày luôn hả chị? Mỗi ngày luôn. Từ cái ngày mà karaoke bắt đầu xuất hiện thì đã có những cái từ như thế này nhá. Những ca sĩ giết người. Như là ám chỉ những người mà hát karaoke mà say sưa quên hết cả sự đời và quên hết cả cái sự là mình làm cho hàng xóm láng giềng thích thú hay là làm phiền. Một bài là say đắm, hai bài là đắm say, mà ba bài là ngất luôn, đúng không? Kiểu vậy đó. Nhưng mà ngoài karaoke ra thì còn cái hàng xóm nào, cái thói quen nào làm cho mình thấy khó chịu nữa không? Thật sự mà nói nha, chị đã từng ở một cái hàng xóm mà rất nhiều chuyện. Tới mức độ mà những cái bí mật mà mình không biết nhưng mà họ nói là đó là bí mật của mình. Giống như là mình có bạn trai đi, xong rồi thì người ta nói là trời sắp cưới rồi và có bầu rồi xong mới cưới này nọ, đúng không? Rồi là dạo này béo quá này, dạo này gầy quá này. Đơn cử là em đây, em một thời gian em bị tăng cân. Hàng xóm kế bên em đồn em có bầu. Đó. Em thì chỉ có một lần thôi. Chị thì ngày nào cũng có cái tin đồn là chị có bầu rồi 6 tháng có bầu rồi 7 tháng có bầu. Chị không biết là chị trong cuộc đời chị nghe từ cái có bầu thôi là chắc là hơn 20 lần luôn. Mà chị chưa bao giờ đẻ, nó cứ ở trong bụng suốt à. Không, nhưng mà các con của chị thì lần nào cũng thế. Câu đầu tiên: cháu lấy chồng chưa? Bao giờ cho cô ăn kẹo? Bạn trai thế nào? Nó ngại, nó không dám xuất hiện. Nó đi thật nhanh, đeo khẩu trang, đeo kính rồi khỏi. Nhưng mà bây giờ biết nói thế nào? Và thật ra chỉ là xã giao thôi, chỉ là quan tâm thôi mà. Vì thực ra mà nói là bênh một chút. Thực ra Việt Nam mình là sao? Nó có câu là tình làng nghĩa xóm. Nghĩa là trong một cái làng thì mọi người phải quan tâm đến đời sống của nhau, giết rồi quan tâm nhiều, hỏi han nhiều thì nó thành cái thói quen. Mà các cái câu hỏi sau này nó dần dần nó trở thành những cái sự quan tâm quá đà lên cuộc sống của người khác. Vô tình nó tạo nên áp lực của mỗi gia đình. Nên bây giờ mà người ta đi chọn nhà để ở, người ta phải chọn luôn cả hàng xóm nữa. Bởi vì đôi khi là mình sợ phiền phức. Nhưng mà cũng khó thật vì cuộc sống cộng đồng mà, chòm xóm chung, cho nên là người ta hay chọn rồi cuộc sống chung cư để cho nó được riêng biệt. Chung cư vẫn bị gì thế à? Như tụi em là ở chung cư đóng cửa hết, mà trong khi nhà em không làm gì hết, em chỉ nướng đồ ăn ở trong nhà bình thường, nhưng mà em nướng bằng cái bếp quy định của chung cư, không làm gì hết thì nhà em nó khói hơn so với bình thường. Trời ơi, trên này hả, tụi nó đốt nhà hay cái gì đó, gọi điện lên bảo vệ. Rồi xong ngày hôm sau các bạn em tới chơi, chưa mở nhạc chưa gì hết, thông báo ở dưới bảo vệ trước rồi. Mà mình đó thì mình không có thời gian và nhu cầu để mà chuyển đi. Mình đang cảm thấy cái cuộc sống của mình ở đó nó tốt. Và đặc biệt hơn là cái nhà đó nó đem đến may mắn cho em. Đó, em lại không muốn đổi đi. Nhưng mà mọi người thấy hàng xóm nó cũng giống như một cái xã hội thu nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Ở bên trong đó là đủ vấn đề rồi, khỏi cần phải đi ra ngoài đường. Đúng rồi. Em nghĩ là chắc là quý vị khán giả có mặt ở đây cũng sẽ rất là bức xúc về hàng xóm. Bây giờ ai có muốn gửi lời cho hàng xóm của mình không, giơ tay ạ? Em tên là Tiên. Thì hiện tại cái nhà hàng xóm cũ của em á, tại có những lúc là mình đi làm về trễ hay là mình ăn diện, ăn bận đồ lè lẹt chút xíu á, thì những người đó tác động đến gia đình mình. Không những là tác động gia đình mình mà tác động chính với ông chồng của mình luôn. Nói là nhỏ này là nó có cặp bồ hay là nó có người yêu gì ở ngoài đó mà ăn bận rồi đi sớm về khuya như vậy. Làm trong một cái khoảng thời gian là gia đình mình nó rơi vào cái gọi là bế tắc luôn á. Phải là một thời gian sau khi mà gia đình mình dọn đi khỏi chỗ đó rồi thì mình mới giải tỏa được cái vấn đề đó. Wow, cái đó là quá đáng rồi. Ảnh hưởng đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng mà đẩy đến nỗi mà người ta phải dọn đi chỗ khác là một vấn đề rất lớn á. Tại vì có nhiều người họ giống như là cái cuộc sống của họ không được như ý ấy. Cho nên là họ rất thích tác động lên để người khác, để cái cuộc sống của người ta cũng không như ý luôn. Nó là một cái tính xấu gì đấy mình không hiểu. Nhưng dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều người hàng xóm dễ thương nha. Trông con hộ này, dắt xe hộ này, ngó nhà hộ này. Nhưng cái người hàng xóm dễ thương như vậy là bọn mình không có nói ở đây nha. Mình đang bàn về đúng rồi. Hàng xóm cũng rất là có nhiều người dễ thương và đáng yêu. Có điều là đề góc nói xấu thì mình nói xấu những cái người chưa còn đang hơi kỳ kỳ thôi.